Đó là ngày đầu tiên của tận thế, Internet sụp đổ, chuỗi hậu cần tan vỡ. Bên ngoài nhà của bạn, thế giới đang hỗn loạn. Bạn cần phải suy nghĩ thật nhanh. Bạn phải đảm bảo rằng đồ dự trữ của bạn sẽ tồn tại cho đến khi... Khi nào tôi cũng không biết nữa. Trước hết, nhớ dự trữ pemmican. Nó giống như món thịt bò khô và có rất nhiều giá trị dinh dưỡng. Pemmican là một phát minh của người dân bản địa Bắc Mỹ. Họ phụ thuộc vào pemmican trong mùa đông khắc nghiệt hoặc khi nguồn tài nguyên khan hiếm. Nó để được lâu và dễ mang theo. Đó chính là bản chất của thực phẩm sinh tồn. Nó trông không ngon lắm, nhưng có thể có hạn sử dụng lên đến 5 năm nếu được bảo quản đúng cách. Món pemmican khá hoàn hảo cho ngày tận thế vì nó sẽ mang đến cho bạn một bữa ăn giàu dinh dưỡng. Một thanh 63g sẽ cung cấp cho bạn khoảng 300 calo. Nhưng ở đây bạn sẽ nhận được 3 món cho một khẩu phần, thịt khô, quả mọng và thậm chí cả đường. Và bạn sẽ không cần phải ăn nhiều để cảm thấy nó, vì nó cung cấp cho cơ thể bạn một loạt các chất dinh dưỡng từ protein đến carbohydrate. Tôi biết bạn sẽ nhớ chúng, nhưng đừng mang theo những chiếc bánh quy sô-cô-la mà bạn yêu thích. Bạn cần một món thay thế gọi là bánh quy tàu thủy, nhưng bạn không thể tìm thấy chúng trong siêu thị, bạn phải tự nướng món này. Đây thực sự là những chiếc bánh quy mà các thủy thủ đã ăn trong những chuyến đi dài trên biển. Bánh quy tàu thủy có thể dùng suốt đời mà không bị hỏng. Người ta có ghi chép về bánh quy tồn tại hơn 80 năm. Khi các thủy thủ ra khơi, họ không biết chính xác khi nào họ sẽ đặt chân lên đất liền. Vì vậy họ cần phải sẵn sàng về mặt thực phẩm. Nếu không bạn biết đấy, họ có thể chết đói. Những người thợ làm bánh đã nghĩ ra công thức đơn giản này. Những chiếc bánh quy này chủ yếu được làm từ muối, bột mì và một chút nước. Nhưng bí quyết ở đây là phương pháp nướng chậm sẽ lấy hết độ ẩm ra khỏi bánh. Các lỗ nhỏ phía trên giúp thoát hơi ẩm trong quá trình nấu. Một người bình thường có thể sống sót nhờ 8 chiếc bánh quy này mỗi ngày. Nhưng có một nhược điểm. Những chiếc bánh quy này khô đến mức người ta có thể bị gãy răng khi ăn chúng. Và bạn nên nhìn thật kỹ vì có thể có côn trùng trong các lỗ phía trên. Vì vậy trước khi nhai những chiếc bánh quy này, hãy đảm bảo loại bỏ các loài gây hại ra khỏi đấy. Bạn đã bao giờ nghe nói về món súp có thể mang theo bên mình chưa? Chà, súp di động là một bí mật cổ xưa cần được đưa vào danh sách này. Súp di động cứng và cua đặc. Đó là một loại nước dùng đặc được làm chủ yếu từ thịt. Bạn cần nấu từ từ với bất kỳ loại thịt nào có hàm lượng collagen cao. Khi nấu, vị thịt sẽ tan vào nước có trong nồi. Sau khoảng 18 đến 24 giờ, bạn sẽ có được một loại chất dinh dưỡng giống như gelatin. Khi chất này nguội đi, nó sẽ biến thành mảng bám mà bạn có thể cắt thành những viên nhỏ hơn. Để ăn nó, bạn chỉ cần tìm một ít nước nóng và đặt viên thịt vào bên trong. Nó sẽ giải phóng toàn bộ dưỡng chất cô đặc có trong đó, mang đến cho bạn một bữa ăn ấm áp, thịnh soạn và giàu dinh dưỡng. Nếu bạn cố gắng mạo hiểm mạng sống của mình và ra ngoài để mua đồ dự trữ, đừng quên gạo trắng. Loại gạo này có thể duy trì hàm lượng dinh dưỡng và hương vị lên đến 30 năm. Gạo trắng tốt hơn các loại gạo khác, chẳng hạn như gạo lứt, vì chúng chứa dầu tự nhiên. Giả sử đã một năm trôi qua kể từ ngày tận thế, bạn đã quen với lối sống mới của mình vào thời điểm này. Bạn ra ngoài để săn thịt tươi, nhưng bạn đụng phải một con gấu. Tuy nhiên vì chế độ dinh dưỡng của bạn đã được cập nhật, nên bạn có đủ năng lượng cần thiết để thoát khỏi nó. Và bạn có thể cảm ơn cá mút vì điều đó. Loại ngũ cốc cổ xưa này chứa nhiều protein hơn tới 40% so với lúa mì hiện đại. Và nó giàu kẽm, magie, selen và các axit béo lành mạnh. Nó được gọi là hạt năng lượng cao vì một lý do chính đáng. Nó dễ tiêu hóa và cung cấp nhiều năng lượng hơn lúa mì thông thường. Một suy nghĩ thật nhanh ở đây, khi nói về thực phẩm sinh tồn, chúng ta không chỉ nghĩ về những thứ để lấp đầy dạ dày của bạn. Chúng ta cần suy nghĩ về mặt dinh dưỡng cũng như khía cạnh tâm lý. Nó là thạch, nghe có vẻ hời hợt nhưng đừng đánh giá thấp nhu cầu về đồ ăn thoải mái trong ngày tận thế. Vì nó được làm từ bột công nghiệp nên nó có thể tồn tại trong một thời gian khá dài. Ngoài ra, nó còn là nguồn cung cấp collagen. Điều này sẽ giúp xương của bạn luôn chắc khỏe. Hãy chắc chắn rằng tủ đựng thức ăn của bạn có muối và đường. Muối đã được sử dụng kể từ khi con người phát hiện ra nó, giúp bảo quản thời hạn sử dụng của thịt và các thứ khác. Đó là lý do vì sao người Ai Cập sử dụng nó trong quá trình ướp xác để làm chậm sự phân hủy.
Đường có thể được lưu trữ rất lâu. Tuy nhiên, hãy đảm bảo bạn có đường tinh luyện có chất lượng tốt nhất và cất nó ở nơi không có mùi nồng vì nó hấp thụ mùi hương xung quanh. Cả đường và muối đều ngăn chặn vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Nhớ này, độ ẩm là kẻ thù số 1 của bạn trong ngày tận thế. Có lẽ thậm chí còn tệ hơn cả zombie. Đơn giản là vì độ ẩm tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển và cuối cùng những thứ này sẽ ăn hết thức ăn của bạn. 2 năm kể từ ngày sự hỗn loạn xảy ra, bạn đã tìm ra cách giải quyết vấn đề thực phẩm. Khi mọi chuyện bắt đầu, bạn mua một loạt rau tươi rồi khử nước của chúng. Bằng cách khử nước thực phẩm, bạn vẫn nhận được tất cả các chất dinh dưỡng nhưng chúng sẽ tồn tại lâu hơn nhiều. Thêm vào đó, chúng giảm kích thước khá đáng kể, giúp việc lưu trữ chúng dễ dàng hơn nhiều. Tất nhiên là bạn không thể quên bơ đậu phộng. Bơ đậu phộng có hàm lượng calo cao và đó là đồ ăn ngon nhất cho bạn vào thời điểm này. Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Tôi có thể sống mà không cần kẹo, nhưng làm sao tôi có thể tồn tại nếu không có sữa? Bạn không cần phải làm vậy. Thay vì uống sữa thông thường, hãy đảm bảo bạn uống nhiều sữa bột. Bạn thậm chí có thể thay đổi một chút và mua bột dừa hoặc thậm chí là sữa hạnh nhân. Để chuẩn bị chúng, bạn chỉ cần trộn nó với một chút nước. Và tất nhiên, cà phê là một loại thực phẩm sinh tồn quan trọng. Nó tồn tại rất lâu, mặc dù nó sẽ không mang lại nhiều dinh dưỡng cho bạn. Cà phê có chứa chất chống oxy hóa, giúp kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra, nó còn giúp ích cho sức khỏe não bộ của bạn, cũng như ngăn ngừa chứng mất trí nhớ. Bạn sẽ nhận được phần thức ăn đóng hộp của mình, đậu rau, thậm chí cả cá. Hãy chắc chắn rằng bạn ăn một ít đậu đen vì chúng có nhiều chất sắt. Bạn cần phải có một hệ miễn dịch vững chắc vì sẽ không có nhiều bác sĩ xung quanh. Có lẽ họ đã biến thành zombie cả rồi. Cá hồi hồng đóng hộp là thứ bắt buộc phải có trong tủ đựng thức ăn ngày tận thế của bạn. Nó có rất nhiều axit béo omega 3 sẽ giúp ích cho trí não và sức khỏe tim mạch của bạn. Nó có thể tồn tại đến 6 năm nếu được bảo quản đúng cách. Chắc chắn bạn phải nhớ tới yến mạch. Yến mạch là một trong những thực phẩm lành mạnh nhất thế giới. Một bát bột yến mạch cho bữa sáng có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Đây là trợ thủ đắc lực khi thức ăn được chia theo khẩu phần. Yến mạch cán rất dễ làm và có thể ăn mà không cần nấu, chỉ cần ngâm trong nước qua đêm. Ngô. Ngô đá là một trong những loại thực phẩm có thể bảo quản lâu dài tốt nhất. Bột ngô được chế biến từ thực phẩm này khá ngon. Bạn thậm chí có thể xay nó và làm một chiếc bánh tortilla bình thường trong trường hợp bạn bắt đầu nhớ những buổi đi chơi đêm ở Mexico. Tốt nhất bạn nên bảo quản nguyên quả và chỉ xay khi nấu chín để đảm bảo về hạn sử dụng. Thật không may, bỏng ngô có nhiều độ ẩm hơn các loại ngô khác và không phải là loại tốt nhất để bảo quản lâu dài. Hãy coi như bỏng ngô không thể xuất hiện trong thời tận thế. Điều này dẫn chúng ta đến một điểm khác. Không cách nào trong số này sẽ hiệu quả nếu bạn không biết cách bảo quản thực phẩm sinh tồn của mình. Bạn cần tạo một nơi cất giữ mát mẻ, tối và khô ráo. Điều này có thể kéo dài thời hạn sử dụng của thực phẩm lên đến 30 năm. Đối với đồ đã khử nước, bạn cần bảo quản trong hộp kín. Ở đây không khí là kẻ xấu vì nó giúp oxy hóa nhiều thứ. Hầu hết vi khuẩn trong thực phẩm của chúng ta đều cần không khí để phát triển. Vì vậy, nếu chúng ta cắt bỏ không khí, điều này có nghĩa là chúng ta sẽ có nhiều thức ăn hơn.